Trundle đánh với lại Sejuani, một kèo khắc chế kinh điển. Với nội tại băng giáp thì sẽ bị hút đến từ cái chinh phục chiêu cuối của Trundle, một sự lựa chọn rất là tốt về mặt chất tướng dành cho bên phía của Nam Sinrafort. Và chúng ta sẽ có Darius ở khu vực đường trên dành cho Kim. Cuối cùng thì sau đề nghị của Linh thì Kim sẽ thị phạm một giáo án chống lại Udyr. Chúng ta đã nói rất là nhiều về việc Udyr xuất hiện cực kỳ phổ biến ở trong khoảng thời gian vừa qua, 3-4 ngày vừa qua của LCK, thì lúc nào Udyr cũng xuất hiện trong giai đoạn cấm chọn. Và Darius đã có mặt, và Darius đánh với lại Sejuani cũng khá hay nha. Được, và kể cả được chống với lại hai con tướng tay gần như là Trundle với lại Udyr cũng khá là tiện dành cho Kim ở trong cái ván thi đấu này. Darius tốc hành và tốc biến sang cái sự lựa chọn tốt dành cho Kim. Nhưng mà hai con tướng tay ngắn này gặp con Trundle đánh hay thì cũng khó. Dạo gần đây thì Ranh Hàng đánh kèo này nhiều, và thường là tại vì Ranh Hàng thêm về 1-1 nhiều á, nên thường Darius sẽ có lợi thế hơn. Đây là một cái kèo đấu thú vị mà chúng ta sẽ cùng xem là một trong những đường trên kỳ cựu nhất của LCK sẽ triển khai bài Darius chống Udyr như thế nào trong ván đấu đầu tiên đối mặt với NoSilverFox. Đừng quên rằng là Chovy cũng đang có được cho mình đó một con tướng có khả năng can thiệp hai bên cánh tốt. Và với một cái lợi thế cánh trên nữa thì Talia của Chovy hoàn toàn có thể can thiệp, tạo ra những tình huống đánh hơn về mặt nhân sự. Thì đây có thể là cái cách vận hành đến từ bên phía của Genji ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Chúng tôi cũng rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn khán giả dành cho LCK tiếng Việt bằng cách là hãy để lại like, sub, follow dành cho những kênh phát sóng chính thức của chúng tôi mà các bạn đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Câu hỏi mà chúng ta đặt ra, tôi nghĩ là rất nhiều người sẽ nghĩ rằng nó không phải là liệu Genji có thắng không, mà là họ sẽ thắng như thế nào. Lê Hên vào bay cảm giác là muốn lao lên hốt luôn cặp đôi của Nông Sim ngay từ những cấp độ đầu tiên. Trong khi đó Kenyan có một pha di chuyển sớm với đợt lính đẩy cực kỳ cao của Kim ở cánh trên. Như vậy là hai rừng găng hai đường khác nhau, đã có tình huống đánh thọt, sau đó tốc biến làm choảng thành công. DNDN khả năng cao là đi rồi. Không có tốc biến, một cái tốc hành là không đủ, biến số cũng đã có. Và lần này biến số khu vực đường dưới sẽ xảy ra như thế nào đây? Chúng ta cũng đang thấy vòng đường 37 và Trundle chưa có góc để có thể tấn công vào Pay ở trong cái tình huống này. Sải tay dài đến từ súng thiên lý, Pay còn tốc biến. Anh ta có tốc biến nhưng mà ta vẫn bị tấn công và đã có điểm hạ gục cho Dao Chiwu. Như vậy là hai rừng đều găng cực kỳ thành công. Hãy cùng xem lại một tình huống ăn 37 và sau đó tạo ra đột biến tấn công đường trên. Một cái tốc hành của DNDN thì không đủ, phía bên kia Darius của Kim cũng có tốc hành. We flat tốt với cú đột kích băng giá đó đến từ cho Cannon và tạo ra hiệu ứng khống chế. Đây chúng ta xem pha này. Sau pha này tôi nghĩ là bên phía Genji phải biết rằng rừng đối phương đang ở dưới rồi, nhưng mà họ không đoán được, cho nên là Bay vẫn bước lên cao thêm một nhịp nữa. Có lẽ như pha vừa rồi cũng không có nhiều khoảng trống để có thể di chuyển cắm mắt, những con mắt được cắm ra từ trước ở trong những cái bụi cạnh tranh của Lê Hen với lại Bay rồi. Nông Sim đang đánh khá là tốt một vài phút ban đầu vừa qua. Vừa rồi họ đã có một con mắt cắm ở đường dẫn từ khu vực bãi chim của Genji xuống sông, cho nên họ biết là hướng di chuyển của Canyon. Nhưng biết là một chuyện, rừng của họ đang ở cánh dưới, đường trên của họ bị đẩy, đường giữa của họ cũng đang bị đẩy. Họ không thể nào can thiệp vào khu vực sâu hư không được. Vấn đề là bây giờ đường dưới của họ cũng vừa bấm bê về, tức cũng sẽ không có câu trả lời ở khu vực hang rồng. Genji sẽ ăn sâu mà không bị đe dọa ở khu vực cánh dưới. Rồi, bởi vì đang có áp lực ở đường trên cũng đẩy, đường giữa cũng đang đẩy tốt đến từ bên phía Chovy. Quay ngược trở lại cánh dưới thì chúng ta đang thấy một Aphelos cũng hướng tới một cái bản đồ thế giới ở trong cái lần về nhà này. Chúng ta đang muốn bổ sung thêm, chia thêm cái lượng tiền dành cho Lehen nữa. Như vậy là đã có một đội thứ hai sau khi phải đối mặt với cái bài này, thì bên phía Genji cũng ngay lập tức sử dụng nó. Còn Sylvie xuống, chưa có tốc biến, thế thì tạm biệt Bay. Không về được, thêm một điểm hạ gục được dành cho xã hữu, Ziu. Với tình huống lên combo vừa rồi, xương xương nửa cây máu đến từ Pay cũng đã bị mất đi, nó khiến cho bên phía của Genji bị mất thế. Và ngay lập tức Sylvie kiểm soát con rồng nguyên tố đầu tiên. Rồng thuộc về cho Sylvie hay không tôi chưa chắc, bởi vì tôi thấy một con Sejuani của Kennen đang đứng chờ sẵn. Konmi không có tốc biến, không phân chia thiên hạ. Kennen đang từ từ tiến vào, anh ta có tầm nhìn. DNDN có mặt khu vực cánh dưới và họ chuyển qua tấn công người. Thủy Ngục không trúng. Tình huống này DNDN vẫn đang cố gắng tiếp cận, nhưng bởi vì anh ta chạy bộ vào cho nên rất là khó. Tuy nhiên rồng vẫn thuộc về bên phía của Nông Sim. Họ tràn lên nhưng họ không có CC để giữ chân đối phương lại. Tiếp tục là những pha phi thạch. Canyon quyết định lao vào tấn công nhưng ta không đe dọa được Peter, người vẫn còn đầy đủ tài nguyên. Dù gì cũng phải nói rằng bên phía của Nông Sim bước vào trận đấu này với một cái kế hoạch tôi nghĩ là khá là tốt. Họ liên tục có được những câu trả lời cực kỳ thích đáng với tất cả những gì Genji làm được ở trong giai đoạn đầu này. Thì nếu như mà ở giai đoạn giữa và sau Konmi với Ryu đánh tốt, cơ hội để cho Nông Sim làm khó được bên phía của Genji vẫn đang có. Thủy Ngục đã trúng lướt lên ngay lập tức, nhưng mà chưa mua trang bị cho nên của Thanh Trừng này chưa thực sự áp lực. Bay có thể che cho Lê Hèn được.
ánh trăng dẫn lối đi vào hư không. Sau đó thì bộ đôi của Genji bắt buộc phải đi về rồi. Máu của Lê Hèn đang hơi đáng báo động chút xíu ha. Khả năng tấn công đến từ Jihu vẫn sẽ là có. Và đặc biệt là Chundo của CV đang đứng ở phía sau, cực kỳ áp lực. Đó là một con Lucian không có nhiều năng lượng nha. Ồ, từ phía sau CV lại xuất hiện. Và anh ta lại bắt được Bay một lần nữa. Người vừa bị dính chiêu cuối của Peter bị hất tung lên nhưng có trụ. Và Bay vẫn đang cố gắng đợi đồng đội. Chovy đang di chuyển xuống. Chovy tới không kịp rồi. Trụ bắn vào Jihu. Không có mạng dành cho Bay và chỉ có anh ta nằm xuống lần thứ 3. Bay không kéo theo được Jihu ở trong tình huống đó. Đó rõ ràng muốn nhấp nhã rất tốt đến từ bên phía của Nong Shin Redfrog. Và có lẽ như bù lợi gia đình phần nào đó đã tiếp thêm sức mạnh dành cho CV ở trong cái ván thi đấu này, khi mà những cái nỗ lực của anh ta ở cánh dưới đang được đền đáp. Những lần mà CV xuống đường dưới đều thành công. Không mất tốc biến thì cũng mất mạng. Và anh ta đã thành công tới 3 lần đưa Bay lên bảng điểm số để giúp cho đường dưới của mình thắng một cách triệt để, bù đắp được những gì mà DNDN đang phải chịu. Chovy quyết định lao lên cánh trên để tăng thêm lợi thế dành cho Kin. Con Darius này đang chờ đợi con mạng và quá dễ dành cho Kin. Có quá nhiều những con đường tiến xuống khu vực cánh dưới và nó khiến cho Bay với lại Lehen, và đặc biệt có một lỗi của họ nữa nha. Phân chia thiên hạ đã tốt, CV lại có mặt thành công. Chovy có tốc biến nhưng thôi để mai dùng. Gần như là xưa găng ở trong cái pha thi đấu đó. Có tốc biến thì e rằng cũng không chạy được, bởi vì đối phương cũng đã áp sát, có khả năng làm chậm tốt đến từ CV. Rồi, tiếp tục sẽ là những cái câu trả lời mà tôi nghĩ rằng chất lượng mà bên phía Nong Shin Redfrog có tốt thể thực hiện được. Họ đang có liên tục những câu trả lời. Còn đây là câu trả lời mà Chovy phải đưa ra sau khi mà đối phương tấn công đường dưới của mình liên tục. Thì anh ta cố gắng dùng thêm tài nguyên dành cho con Darius này. Nhưng mà như đã nói á, là nếu như mà cái cọc băng đánh tốt thì con Darius có chơi nha. Jihu vẫn sống, anh ta có thanh tẩy quay lại bắn nhưng mà bị dính một cái bô la băng. Rất may mắn là anh ta có hai phép hỗ trợ và sống. Vô lực của rồng luôn. Nhìn tiền kia, 6.200 so với người gần nhất. Jihu có tới 2 mạng nhưng mà cũng không thể nào bằng tiền so với con Darius quá nhiều giáp trụ này. Hai rồng, xin lỗi, đó là con rồng nguyên tố thứ hai đã thuộc về cho phía của Genji. Và bên phía Genji tôi nghĩ rằng bây giờ thật ra họ sẽ chuẩn bị phải bước vào tình huống phòng ngự để xem là họ phòng ngự như thế nào khi mà đối phương thả sứ giả ở đường giữa. Tất cả các thành viên của Genji đang hướng về phía khu vực đường giữa, trong đó có cả Kin nữa. Tuy nhiên sứ giả đã được kích hoạt trước khi Genji kịp làm gì đó ở khu vực đường giữa và mất trụ 1. Sứ giả sẽ được dắt thêm một nhịp nữa, cố gắng dìu vào tới trụ 2. Genji sẽ ngăn chặn nó, dứt điểm được nó trước khi nó hút lần 2. Đến tới thời điểm hiện tại thì bên phía của Nong Shin Redfrog rất đáng được có thể khen ngợi khi mà họ đẩy một cái nhịp độ của ván thi đấu này lên cực kỳ cao. Và điều này nó phù hợp với những cái mẫu chức tướng như là Lucian và chưa kể đâu con bài trên đồ của CV nữa. Ui, con mì cực kỳ tự tin và ta đẩy được Bay về. Tuy nhiên Bay vẫn có thể đi bộ về được với sự hỗ trợ của Lehen. Trong khi đó thì con mì đứng lại xỉa tiếp. Thủy Ngục đã trúng hai người. Con mì lao thẳng lên nhưng máu ta thấp qua phía bên này. Kim đã xuống núi và ta bổ hai mạng rồi. DNDN có thể sẽ là mạng thứ ba. Anh ta nhường cho đồng đội của mình. Bay được nuôi lại một lần nữa. Quá khủng khiếp với cú tốc biến xoay rìu vừa rồi của Kin. Sát thương dứt điểm vào những vị trí yếu máu như là Peter rất dễ dàng với một con Darius. Gần hai món trang bị lớn. Nong Shin đánh như thế này thì là các đội nhóm giữa là nên cẩn thận với Nong Shin giai đoạn này. Họ đang thể hiện là họ đang có một đường giữa, đặc biệt là đường giữa Konmi từ ván một, từ trận một cho tới trận này. Anh ta thể hiện mình là một người chơi biết nhìn ra những khoảnh khắc để có thể tạo đột biến. Tiếc là trong pha vừa rồi thì anh ta bị thiếu sát thương. Tới giờ này là hết rồi đó. Giờ này là bắt đầu Genji tăng tốc lên, nhiều khi ván đấu này tầm 25-26 phút đó. Cái điểm yếu đến từ Jihu, mặc dù anh ta khai thác 3 điểm hạ gục của Pay nhưng anh ta không chạm vào được công trình. Bên phía của Nong Shin đang tổ chức một pha 2-2 và Konmi lại lao vào lấy cái tốc biến của đối phương. Bola băng tung ra, người bị làm choáng là CV nhưng anh ta có đồng đội. Hai bên giao tranh kịch liệt, quan địa chân đã trúng, Konmi tốc biến bỏ chạy. Thực sự là một nhịp độ rất cao. Genji vẫn đang dí tới nhưng mà Kenyan còn nhiều tài nguyên hay không? Câu trả lời là không, không ai nằm xuống cả. Konmi rất chiến nha, vào thế luôn đó. Lao vô đẩy về tới công chuyện luôn á chứ. Anh ta đánh thực sự là cực kỳ ấn tượng. Đây là một đường giữa mà sắp tới chúng ta còn cần phải xem nhiều. Pha dịch chuyển này là của Konmi luôn. Dịch chuyển ra phía sau lưng, Asia không còn gì cả. CV hay, vẫn có được con rồng. DNDN đang tới, Konmi đang xỉa. Lehen bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy. DN vẫn đang quậy, Kim đang tới. Nong Shin nên đánh nhanh lên để rồi còn chạy, bởi vì con quái vật đường trên lại xuống núi một lần nữa. Konmi chạy không kịp rồi. Bốn thành viên còn lại của bên phía Nong Shin đang cố gắng chạy. Chovy dựng một bức tường cực kỳ khó chịu. Phía trước là tường, phía sau là Darius của Kin. Nong Shin chạy nhanh lên. Rồi, Thủy Ngục hay quá, giữ được hai người.
nhưng Bay đã chặn đường của đối phương. Thêm 2 người nữa nằm lại, Nông Sim mất tổng cộng là 3 người, bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy khi mà Kin đã tiếp cận được. Darius của Kin hơn đâu đó gần 5.000 với lại DNDN. Khổ. Bắn tốt. Bay chơi luôn. Ôi. Ôi, ông trúng cái bôi la băng. Một chấm máu còn lại và đó là cú trừng phạt của Kenyan đã đem về điểm hạ gục cho anh ta. Bay bây giờ cũng, thật ra thì nhìn cũng không mạnh lắm, nhưng mà vừa rồi là một cái tình huống ánh trăng dẫn lối hỏa ngục vào một con tướng cũng mỏng manh và đã mất máu trước. Sáng được, nếu mà 3-4 người đánh được tại vì có con trên đồ để dứt điểm nhanh hơn. À đây không phải quái vật. Rồi. Bộ la băng cú thành công. Và bây giờ thì Nông Sim phải chạy thôi, nhưng mà một người phải ở lại rồi, Jibu là nạn nhân. Sau đó thì siêu vi bắt buộc tốc biến qua tường, có cái hạt thông nổ, người ta chạy rất nhanh. Kin đang tràn tới với cái tốc hành của mình. Chovy đã chặn ngược đường, cú kéo thành công và Chovy là người ăn mạng. Baron cho Genji. À, nãy thì có 4 người nhưng mà sau khoảng thời gian tắt cái tầm nhìn xuống thì chỉ có 2 thành viên mà thôi, khiến cho lượng sát thương là không đủ để có thể dứt điểm nhanh chóng được Lehen. Tới thời điểm này thì ván đấu thứ nhất của chúng ta trong cặp BO3 này chỉ còn là vấn đề thời gian sau con Baron này của Genji. Một lời khen dành cho Nông Sim, hãy cố gắng làm tốt hơn ở trong ván đấu thứ hai. Rồi, bù lại Baron cơ hội để có thể khuếch đại và thậm chí dứt điểm ván thi đấu đã nghiêng về chân phía của Genji rồi. Rồi, và lúc này thì khả năng chống chịu đến từ Kennen cũng đang rất cao, thì sát thương ở hàng tuyến sau cũng tốt nữa. Nông Sim cảm giác như bây giờ đang bị đuối hơn ở trong những cái pha giao tranh, khiến cho họ chấp nhận phải buông bỏ những cái mục tiêu như là rồng. Cơ sở để Nông Sim thắng thì bây giờ nó bị giảm bởi vì cái chênh lệch về tài nguyên giữa hai bên nó nhiều quá rồi. Về cơ bản các bạn để tới cái mức ao đồ như thế này thì kỹ năng nó không thắng được nữa. Đối phương chỉ đơn giản là lấy đồ để đè thôi. Tất cả mọi vị trí hầu như đều đang chênh lệch một món từ xạ thủ. Bắt đầu đẩy ở cả hai đường, đường giữa và khu vực đường dưới. Cái nhịp đẩy cũng sẽ rất là tốt. Lượng tầm nhìn ở khu vực đường cánh dưới thì đã được kiểm soát đến từ bên phía của Genji rồi. DNDN thì không phải là một vị tướng có quá nhiều sát thương. Đồng ý là anh ta có cánh băng phượng để có thể đẩy lính, nhưng mà so với cái nhịp đẩy của bên phía Genji thì chắc không bằng. Giờ đây thì Genji cầm bùa lại Baron, giữ nó ở hai đường giữa và dưới, với Chovy đang ở đường giữa. Kennen di chuyển xuống khu vực đường dưới để làm dàn chắn. Họ chỉ có một người phá trụ đường dưới thôi, đó là Bay, cho nên là phải có cái dàn chắn khá là chắc chắn. Chuẩn bị là Chovy sẽ dựng chéo tường để phá trụ, thậm chí là Chovy đứng trước mặt đối phương luôn, cực kỳ tự tin. DNDN chịu không nổi lượng sát thương, Kin Cloud vào kéo 2-3 người và đó là sự tan vỡ hoàn toàn. Bay cuối cùng cũng có được nhiều mạng sau cú tung chiêu cuối vừa rồi với cú double kill. Kennen cũng sắp có mạng thứ hai của mình. Tuy nhiên DNDN đã vào được hồ máu, nhưng thắng lợi thì đã có dành cho Genji. Cũng có thể gọi là một tình huống combo combo khi mà đó là pha bắt giữ được 3 thành viên đến từ Kin và cộng kèm với cả một cái ánh trăng dẫn lối súng hỏa ngục tốt của Bay nữa. KDA cuối cùng của Bay là 73. Đội này nuôi xạ thủ đỉnh thật sự. Rồi, một chiến thắng phần nào đó cũng có thể gọi là có một chút chật vật ở thời điểm đầu khi mà Bay bị khai thác. Cũng có. Rồi bên cạnh đó thì cái ấn tượng của phía Nông Sim Redford để lại trong ván thi đấu này trong tôi lớn hơn với một cái lối chơi rất là chủ động.